Xin chào quý chú anh chị, các bạn đã đến với kênh Vi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Làm Dương. Nhiệt độ Houston, Texas thay đổi rất là nhanh. Hôm nay buổi sáng còn ấm ấm, sáng thứ tư là ngày mốt nhiệt độ thay đổi xuống còn có 38 độ F. Chính vì vậy mà mình tranh thủ nãy giờ ra giường để mà cắt thêm một ít cái thùng giấy để dán xung quanh cho cái thành nhà kính của mình được ấm. Bởi vì mấy năm trước mình để những cái cây nhiệt đới trong đây nó cũng bị chết hết một nửa rồi. Mặc dù cái nhà kính này của mình nó cũng giữ ấm rất là giỏi, nhưng mà có những năm lạnh mà đông đá kéo dài từ 4-5 ngày liên tục dưới 32 độ F luôn á, thì cái nhà kính này của mình không chịu nổi, do mình không có để sưởi ha. Tại xung quanh mình không có được rộng bự như những nhà kính mà người ta dài khoảng chừng 10-20 á. Còn cái này của mình có 8-12, nó hơi ngắn nhỏ. Rồi với lại mình để cây nó nhiều, nó khế khích nhau nên mình không có để sưởi được cô chú anh chị các bạn. Do vậy mình muốn giữ ấm cho nó thôi. Thì năm nay mình sẽ làm khác thêm mỗi năm, là bây giờ mình sẽ dừng thêm những cái tấm giấy xung quanh, cũng như là mình sẽ làm thêm một cái tấm bạt ở phía trên nữa, để mà bảo vệ cho nó ấm. Chính vì mình không để sưởi nên mình phải thử coi có cách nào để mà làm cho nó ấm cây của mình hay không. Nhưng mà theo mình biết thì cái thùng giấy này nó giữ ấm cũng rất là giỏi, nên năm nay mình sẽ thử nha cô chú chị các bạn. Đang dừng mấy cái giấy xung quanh thành nhà kính thì mình nhớ sực ngoài đây mình cũng còn nhiều thứ mình cũng chưa thu hoạch xong nữa nè. Nhưng mà ngày mốt đã là lạnh 38 độ F rồi, nên mình tranh thủ đi ra hái những cái gì mà không chịu nổi cái nhiệt độ 38 độ F ha. Thì đây nè, định hái rau má, nhưng mà phía trên mình nhìn cái vàng đậu rồng của mình, mấy trái đậu rồng này bữa nay nó còn xanh lè. Mình nghĩ không có kịp vô lạnh rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Chắc không có khô kịp rồi. Bây giờ mà còn xanh lè xanh lét như vậy thì làm sao mà khô đen để mình lấy giống nữa. Chắc nghi hư quá à. Bây giờ mình sẽ thu hoạch cái mớ rau má này trước. Chứ không thôi là khoảng chừng 38 độ F á, thì rau má này của mình nó cũng chưa có quéo hư hết hẳn, nhưng mà nó sẽ bị thâm ha. Thì sẽ bị uổng lắm. Mà hôm nay thì mình thấy nó cũng còn xanh xanh nè. Nhưng mà ngày mốt thì mình sợ nó hư rồi mình hái không kịp nữa. Thôi hôm nay thì tranh thủ hái cái mớ này trước đi, rồi chút nữa qua bên kia hái mấy bẹ bạc hà nữa, để sau khi mình hái xong bạc hà rồi bưng mấy chậu bạc hà đi vô nhà kính. Chứ không thôi 38 độ F hình như bạc hà nó cũng không chịu nổi. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thu hoạch rau má trước. Thì thu hoạch rau má đó mình sẽ nhổ mạnh nó một cái vậy luôn, để cho nguyên cái bẹ nó lên hẳn cái cọng rau má mình sẽ thấy ngon ha. Thì cái cọng rau má của mùa thu nè cô chú chị bạn, nó không có dài như hôm bữa rau má mùa hè ha. Nhưng mà nói chung á, mùa thu mà vẫn còn thu hoạch thì là mình cũng đã vui lắm rồi. Tại vì những tiểu bang miền Bắc hiện tại á, là có những nơi đã bị đông đá, thì những cọng rau má này mình biết là nó cũng đã úng luôn rồi. Ngoài ra mùa này á, những nơi lạnh là chỉ còn một màu đen thôi, chứ không còn một màu xanh giống như ở tiểu bang Texas. Texas là tại vì vô lạnh trễ nè. Ngày mốt mới bắt đầu lạnh, nhưng mà cũng chưa đông đá nữa, nhưng mà nói chung cũng lạnh rồi. Lạnh mà để đủ cho những cái cây nhiệt đới bị quéo lá, cũng như là những cái rau này là nó bị giống như bị thâm hết luôn á. Thì nói chung là cũng không còn thu hoạch, nên hôm nay mình tranh thủ mình hái cái mớ này cho hết. Nó nằm thấp thấp ở dưới không ha. Tại vì cái đợt sau cùng mình thu hoạch đó, mình không có bỏ phân á, mình không có tưới phân cá nữa, mình chỉ có đắp thêm đất mới thôi. Nhưng mà tại vì chắc cũng gần cuối mùa nên cái cọng rau má nó chỉ ngắn ngắn khoảng chừng nửa gang tay phía dưới à, nên mình giật cái cọng rau má nó không có được cao, chỉ được có xung quanh cái thành gạch á. Thì không biết làm sao xung quanh thành gạch thì lúc nào nó cũng cao hơn ở chính giữa hết á. Chắc tại cái gạch mình chặn lại ha, cái nó dương lên á nên nó cao hơn nè. Còn ở chính giữa không có gì chặn lại nên nó cứ bò thẳng ra, nên cọng rau má của mình nó không có được cao. Nhưng mà không sao, miễn là mình có mình hái được ha. Với lại mà mình thấy được cái màu xanh của lá, chứ vài bữa nó đông đá đi là mình sẽ quay lại cho cô chú chị bạn xem. Cái màu nó buồn lắm. Khi mà nó đông đá rồi cái gì đó, đông đá nó sẽ úng á.
cái lá nó rủ xong nó màu tối tối sầm như màu đất vậy đó. Buồn lắm cô chú anh chị các bạn ơi, mà là xung quanh hết luôn. Trừ những cái loại rau mà nó chịu lạnh mà mình có che lại á thì nó còn được tươi tươi màu xanh, chứ mà chỗ nào mà mình không che, ngay cả bãi cỏ luôn, cỏ mà nó còn chịu không nổi nó cũng phải ngủ đông nữa đó. Nhưng mà mình sẽ cố gắng trồng một ít rau cải mà chịu lạnh trong nhà ni lông á, để có mùa đông mình thu hoạch một chút, vừa có rau để ăn với lại có thu hoạch quay phim cho cô chú anh chị bạn cùng xem luôn cho đỡ buồn. Chứ mình biết mùa đông rồi đâu có trồng được cái gì nhiều đâu ha, không có thu hoạch nè. Mình sẽ thu hoạch ít, ngay cả mùa này bây giờ mình cũng chỉ thu hoạch được sơ sơ chứ không giống như mùa hè mà mình thu hoạch nhiều, thật là nhiều. Rồi mình hái hết rồi nè, thì hiện tại nó cũng còn được một ít lá ha, nhưng mà mấy cái này hái nó từng lá nữa lâu lắm cô chú chị bạn ơi, nên mình quơ quơ phía trên thôi, thì được cũng gần được một rổ này luôn nè. Nói chung mùa thu mà còn hái được gần một rổ như vậy là mình rất là vui luôn á. Này vô để nấu canh, còn không nữa xay nước uống cũng được. Ở đây là những cái hạt của nó tự lên nè, nhưng mà vài bữa nữa mùa đông là nó cũng chết hết trơn à. Nó tự rụng hạt, nó tự lên á. Mấy cái gốc cũ ở dưới á, thì ngày mai ngày mốt mình sẽ đổ thêm một ít đất nữa để nó che lại cho cái gốc ha, nó giữ lại rồi mùa xuân nó tự lên cây mới. Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch một ít cái mớ tàu bạc hà đi, để cho nó nhẹ cái chậu á, mình bưng vô nhà kính để cho nó gọn hơn. Bây giờ thì mình thấy nó hơi tùm nè, với lại một cây nó cũng có tới 3-4 bẹ luôn rồi. Bạc hà này á, mình mùa đông mình cũng không cần tưới nước nhiều đâu cô chú chị bạn. Sau khi mà mình đem vô nhà kính rồi á, thì 3 ngày, 4 ngày mình tưới một lần cũng được, không sao. Tại mùa đông á, cái tàu bạc hà nó giữ nước dữ lắm, nên mình không cần phải tưới như là mùa hè ha. Tại mùa hè mà mình không tưới nước nó là nó bị khô hóc dữ lắm. Nhưng mùa đông á, thì không sao, mùa đông 3-4 ngày mình tưới một lần cũng được. Thì bây giờ mình tước cái bẹ nó xong rồi mình cũng làm sạch cái dưới gốc nó luôn nha. Đó, xong một chậu, tới chậu bên kia nữa. Có hai chậu bạc hà thôi mà quá trời tàu luôn nè cô chú và bạn, thấy không? Mỗi một cây á, mình chỉ cần hái chừng 3-4 bẹ thôi mà được nhiêu đây luôn á. Còn cái lá này á, thì mình sẽ gom lại, mình bỏ làm rác ủ cũng được nữa, nó mau mục lắm. Đó, nhiêu đây nè. Trời ơi, coi nè, một ôm tay luôn. Cũng nhiều ha cô chú chị bạn ha, nên mình trồng chừng hai chậu mùa đông. Mình khiêng vô nhà kính thôi, còn không mùa hè đó mình trồng chừng thêm một chậu nữa là ba chậu là thấy dư ăn luôn rồi. Sau khi thu hoạch xong ha,
Một cây nó chỉ còn một hai bẹ thôi, chút nữa mình sẽ bưng như nhà kính. Đây mình hái được nhiêu đây với lại một rổ rau má luôn. Phía bên đây là mấy chậu cần nước. Bữa nay trời mùa thu á, cái cần nước nó lên xanh lè xanh lét nè, nhìn đẹp chưa. Cái này nay mai là mình thu hoạch được. Cái này chừng nào mà lạnh đông đá mình mới che nó lại thôi nha. Còn trời lạnh thật lạnh luôn, nó vẫn chịu được luôn. Rồi thì hôm nay mình đi ra vườn chủ yếu là muốn dừng cái nhà kính lại á, cho nó ấm. Với lại khi một ít cây lên gara trước để mình chia ra mỗi nơi một ít. Lỡ cái nơi nào mà nó chịu lạnh không nổi á, thì cũng còn nơi khác. Còn mỗi năm mình để một chỗ không, nên chết cũng rất là nhiều cây nhiệt đới. Thì năm nay kinh nghiệm mình sẽ chia ra. Còn chỗ này thì mình sẽ dừng cái nhà ni lông. Chắc nay mai mình sẽ trùm cái nhà ni lông lên. Đây thì mình chỉ trồng rau thôi, những cái loại rau chịu lạnh ha. Thì cô chú anh chị các bạn nhớ là nay mai là phải khiêng cây vô nhà kính ha. Tại vì nhiệt độ xuống còn 38 độ là những cây ổi, cây cóc, những cây nhiệt đới như cây ớt, cây bạc hà là không chịu nổi nha cô chú anh chị các bạn. Rồi mình cảm ơn cô chú anh chị bạn đã theo dõi hết cuốn video của mình ngày hôm nay. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Và giữ kỹ mấy cái cây mình trồng sau vườn với lại che đậy lại. Ngày mốt là lạnh rồi nha cô chú anh chị các bạn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn video tiếp theo. Bye bye.